Xin chào khán giả của Tech One Channel, mình là Việt Anh. Hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2019, không biết là giới công nghệ có những thông tin nổi bật nào, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Điều đầu tiên mà mình muốn nhắc tới trong ngày hôm nay, đó chính là việc có tin đồn rằng iPhone sẽ cho ra mắt tính năng sạc không dây giống như Samsung và Huawei cho các thiết bị iPhone đời tiếp theo. Theo những nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng linh kiện thì iPhone năm 2019 có thể được trang bị tính năng sạc không dây ngược cho các thiết bị khác. Điều này đồng nghĩa với việc Apple Watch và AirPods có thể được sạc pin ngay trên mặt lưng của iPhone. Cũng theo Marco Takara, nguồn cung cấp tin tức rò rỉ chính xác về sản phẩm mới của Apple, iPhone cho ra mắt trong năm nay sẽ kèm bộ sạc nhanh 18W thay thế cho bộ sạc truyền thống 5W có tốc độ rất chậm. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa chuyển sang dùng cổng kết nối USB-C như trên iPad Pro mà tiếp tục sử dụng cổng Lightning. Tiếp theo là thông tin rò rỉ về chiếc điện thoại thuộc phân khúc cận cao cấp của Samsung, đó là chiếc Samsung Galaxy A90. Bức ảnh rò rỉ ra, chiếc điện thoại này với đường chéo màn hình lên tới 6,73 inch. Samsung Galaxy A90 còn có thể là chiếc điện thoại màn hình vô cực đầu tiên của Samsung sử dụng cơ chế thò thụt cho máy ảnh trước. Kết quả là hai bên viền máy sẽ chỉ mỏng 1,2mm và 3,6mm cho cạnh dưới. Galaxy A90 còn được tích hợp máy quét vân tay dưới màn hình nhưng chưa rõ là công nghệ siêu âm hay quang học. Máy dùng chip Snapdragon 700 series mới được sản xuất trên tiến trình 8 nanomet, RAM 6GB và bộ nhớ trong là 64GB, VB 3700 mAh trên Samsung Galaxy A90 chưa phải là mức dung lượng cao, bù lại máy hỗ trợ sạc nhanh 25W. Samsung sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dòng Galaxy A vào ngày 10 tháng 4. Tiếp sau đây sẽ là thông tin về smartphone mới của OnePlus với cấu hình tương đương sản phẩm cao nhất của Samsung. OnePlus 7 có bộ xử lý Snapdragon 855, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB hoặc tùy chọn RAM 12GB, bộ nhớ lưu trữ 256GB. Viên pin trên máy có dung lượng 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44W. Theo Phone Arena, camera selfie trượt lên khi cần và hạ xuống khi không dùng đang trở thành xu hướng và sẽ được đưa vào mẫu OnePlus 7. Giá dự kiến cho sản phẩm đến từ Trung Quốc này chỉ từ 569 đô, tương đương với khoảng 13,2 triệu đồng, bằng 60% giá của Galaxy S10 Plus, 23 triệu đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 27 tháng 3 của Tech One Channel. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và subscribe Tech One Channel.